Sau 56 ngày đêm, với tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến thắng này mãi là biểu tượng, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Và không lâu sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tại đồi Bồ Bồ trên vùng núi Đất Sơn, nay thuộc xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, quân và dân xứ Quảng đã đánh bại một trong những chiến đoàn cơ động tinh nhuệ của thực dân Pháp. Chiến thắng Bồ Bồ đã đi vào trang sử vàng của quân dân xứ Quảng và cả Liên Khu 5, được ví như là trận Điện Biên Phủ trên chiến trường Quảng Nam. Nằm về phía tây bắc của thị xã Điện Bàn, đồi Bồ Bồ nằm trong vùng núi Đất Sơn thuộc địa phận thôn Châu Sơn, xã Điện Tiến. Cả một vùng đồi, cụm núi thấp này, đặc biệt không có đá, nên nhân dân địa phương còn gọi đây là núi đất. Địa hình khu vực núi đất có 5 điểm cao chạy từ tây sang đông, gồm Sùng Công, Rồng Ngang, Bồ Bồ, Rồng Lạc và Đức Ký. Trong đó, đồi Bồ Bồ với độ cao khoảng 55m so với mặt nước biển, nằm trên tuyến đường 100, nay là DT605, nối liền vùng đồng bằng của Đại Lộc và Điện Bàn ra thành phố Đà Nẵng, có vị thế quân sự rất quan trọng. Từ điểm cao này có thể khống chế cả một vùng rộng lớn phía bắc Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Từ năm 1949, quân Pháp đã chiếm đóng đồi Bồ Bồ và biến nơi đây thành cứ điểm vững chắc nằm trong hệ thống phòng thủ từ xa của căn cứ lục không quân ở Đà Nẵng và Hội An. Cái đỉnh đầu Bồ Bồ này á, là cái độ cao của hắn á, là khoảng 55m so với mặt nước biển. Nó có thể khống chế, nhìn rõ ra cả cái khu vực Gò Vân, Điện Bàn, Đà Lộc. Vì thế mà cái chỗ đây là cái chỗ mà trước nay thằng Pháp đến nó cũng đáng đài và nó lồm pháo. Đến thằng Mỹ cũng thế, nó khống chế cả cái vùng này. Tuy rằng Bồ Bồ là một cái vùng núi thấp, đồi cao núi thấp, nhưng nó án ngữ ở một cái vị trí rất quan trọng về vị trí địa chiến lược. Do đó, thực dân Pháp khi mà đánh chiếm lại trong cái cuộc kháng chiến lần thứ hai của chúng ta, thì thực dân Pháp đã chú ý đến cái vị trí này và đã xây dựng ở đó một cái cứ điểm quân sự mà lính Âu Phi đóng giữ. Bước sang năm 1953, trước những thất bại trên khắp các chiến trường như Bình Trị Thiên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tây Bắc, nhằm cứu vãn tình hình ở Đông Dương, tìm lợi thế về quân sự để rút lui trong danh dự, đầu tháng 3 năm 1953, chính phủ Pháp đã cử tướng 4 sao Nava, Tổng tham mưu trưởng lục quân khối Bắc Đại Tây Dương, sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Ngay sau khi nhậm chức, tướng Nava vạch kế hoạch bình định Việt Nam trong vòng 18 tháng với mục tiêu giành lại thế chủ động chiến trường và mở cuộc tấn công chiến lược, giành thắng lợi quân sự lớn, buộc Việt Minh đàm phán theo điều kiện của chúng đưa ra. Tại Liên Khu 5, thực hiện kế hoạch Nava, Pháp mở chiến dịch Át Lăng với âm mưu đánh chiếm toàn bộ vùng tự do, sau đó tập trung quân tiến công tiêu diệt căn cứ, cơ sở kháng chiến ở Liên Khu 5. Với tinh thần tất cả cho chiến thắng, quân và dân Quảng Nam Đà Nẵng đã liên tục mở nhiều đợt tấn công tiêu diệt kẻ thù, phối hợp với chiến trường chính Điện Biên Phủ làm phá sản kế hoạch Nava, đánh bại chiến dịch Át Lăng của quân Pháp. Trong 6 tháng đầu năm 1954, quân và dân xứ Quảng đã tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu gần 5.000 tên địch, đánh chiếm và bức rút 45 cứ điểm tại các địa phương như Đại Lộc, Điện Bàn, Hòa Vang, v.v. buộc địch phải dồn quân giữ các vị trí quan trọng như Phong Thử, Ái Nghĩa, Vĩnh Điện, Hội An, Thăng Bình, tăng cường quân phòng thủ Đà Nẵng. Địch trên chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng đang trong thế bị động, lúng túng. Các đồn bốt ở cách Đà Nẵng 30 km về phía Nam đều phải dựa vào máy bay để tiếp tế, kể cả chất đốt.
Dù đã làm chủ nhiều vùng giải phóng căn cứ quan trọng, nhưng ngay giữa vùng du kích phía Tây Điện Bàn, địch vẫn còn chiếm đóng đồi Bồ Bồ, một cứ điểm vững chắc phòng thủ từ xa cho những căn cứ của địch ở Đà Nẵng và Hội An. Được cổ vũ tinh thần sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Chỉ huy tỉnh đội Quảng Nam đã quyết định đánh chiếm đồi Bồ Bồ. Nhiệm vụ này được giao cho đội đặc công 11 phối hợp với hỏa lực của đại đội 22 và đại đội 64 của tỉnh đội Quảng Nam. Đây là trận đánh lần thứ nhất trong năm 1954 vào cứ điểm Bồ Bồ. Công tác chuẩn bị cho trận đánh quan trọng này được tiến hành khẩn trương. Cán bộ tác chiến của tỉnh đội và các đơn vị tham gia trận đánh liên tục cả ngày lẫn đêm trinh sát địa bàn. Ban chỉ huy tỉnh đội cho các đơn vị xây dựng một cứ điểm giống như Bồ Bồ tại núi Ô Vuông, xã Duy Hưng, nay thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên để bộ đội tập luyện cách đánh. Từng đơn vị đảm nhiệm quyết tâm đánh thắng tiêu diệt cứ điểm một cách hiệu quả và nhanh nhất. Được xây dựng từ năm 1821, hơn 200 năm qua, đình Diệm Sơn ở thôn Xuân Diện, xã Điện Tiến, nơi thờ các bậc tiền hiền từ thuở khai đất lập làng, luôn gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử của vùng đất Điện Bàn và cả Quảng Nam Đà Nẵng. Từ đây có thể quan sát được cả vùng núi đất Sơn và đỉnh Bồ Bồ. Ngay trước sân đình Diệm Sơn, ngày 7 tháng 6 năm 1954, một lễ xuất quân được tổ chức rất trang nghiêm. Đồng chí Võ Thứ, tỉnh đội trưởng Quảng Nam Đà Nẵng đã trao cho đội 11 đặc công lá cờ quyết chiến, quyết thắng. Theo lời kể của nhiều nhân chứng lịch sử, chúng tôi đã tìm gặp Trung tá Hồ Phúc Ngôn, nguyên phó chỉ huy trưởng thành đội Đà Nẵng. Năm nay, ông đã 92 tuổi, sức khỏe đã giảm sút. Thời gian ông điều trị tại bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Thời điểm chúng tôi gặp ông là lúc ông đang điều trị tại trung tâm đột quỵ bệnh viện C Đà Nẵng. Tuổi già không còn minh mẫn. Thế nhưng, mỗi khi nhắc lại trận đánh đồi Bồ Bồ vào tháng 6 năm 1954, trong ông lại trào dâng bao niềm cảm xúc. Người cựu chiến binh này không bao giờ quên cảm giác thiêng liêng dưới ánh trăng trước sân đình Diệm Sơn trong buổi xuất quân trước trận đánh. Với trọng trách là tổ trưởng đặc công phụ trách mũi thọc sâu tiên phong, ông Ngôn và hai đồng đội được quàng khăn đỏ cảm tử, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Cái đội hình chiến đấu của đội 11 lúc đó bây giờ là mỗi đồng chí là một cái quyết tâm cao, gọi là hy sinh quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, là sẵn sàng chiến đấu hy sinh, phấn khởi tin tưởng và hứa với quyết tâm hứa với cấp trên là đêm nay đội 11 là sẽ tiêu diệt cái đỉnh Bồ Bồ. Thì cái quyết tâm phấn khởi lắm, cho nên đồng chí học đại hữu tổ đều trưởng thì tôi là nhiệm vụ đánh cái đồn lâu có cố thủ, cho nên ba đồng chí cổ tổng cổng tử quân kêu ra ngoài hòn á, đưa quàng khăn đỏ cho ba đồng chí. Mà lúc đó thì mình không biết là nói chứ hồi nó còn trẻ cho nên không biết. Cái quyết tâm nào co thì chỉ có đánh thôi chứ còn không có nghĩ gì chết sống gì hết trơn. Đêm ngày 8 tháng 6 năm 1954, các đơn vị bộ đội của ta bí mật tiếp cận mục tiêu. Đúng 0 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6, sau tiếng nổ lớn của bộc phá ở cửa lô cốt chính, các hướng tiến công của quân ta đồng loạt xung lên áp sát lô cốt công sở địch, dùng bộc phá tiểu liên tiến công quyết liệt. Bị đánh bất ngờ, một số địch chết tại chỗ, nhưng số sống sót chui xuống hầm ngầm ngoan cố chống cự. Chúng gọi pháo từ Vĩnh Điện, Ái Nghĩa bắn trùm lên cứ điểm. Quân ta phân tán, lợi dụng công sự ẩn nấp tiếp tục chiến đấu. Trận đánh diễn ra rất quyết liệt, trong làn lửa đạn dày đặc, nhiều chiến sĩ của ta đã anh dũng xông lên, dùng tiểu liên bộc phá DKZ tiêu diệt địch ở các lô cốt và hầm ngầm. Ba đồng chí cộng tử vô là quánh cái lô cốt cố thủ, lô cốt chỉ huy á, lô cốt cố thủ. Thì ba đồng chí quánh thì vừa chạy vô thì đồng chí chiến sĩ là một bị thương nặng nằm trên chiến hồ á. Còn hai đồng chí tôi với đồng chí Mùi vô đánh, hai anh em lại chiến đấu quánh tiếp các cái lô cốt quánh, còn các con cái ngang trong lô cốt quánh hết. Quan hết thì lúc đó này, thì cái thằng Tây ấy, hắn còn sống, nó không biết ở ngoài ở chạy ôm quả một bó đằng sáng
là chạy ra chỗ lục trụ cờ giật đèn sáng lên, nó báo hiệu cho các nơi biết là bị nguy hiểm. Cái đó là tôi nhảy lên cái lô cốt, tôi dùng cái viết ke đó, tôi bán hàng lẳng tại chỗ, tách tại chỗ, tách tại chỗ, chỗ con trụ cờ đó. Thì tất cả toàn bộ cái đội hình các mũi các hướng đều tấn công tiêu diệt hết, quét dập một lần đó thì hết, cái rồi tiếp tục lẩu trừ đánh, đánh hết, đánh chỗ này lấy chỗ khác đánh hết. Bởi vì cái tinh thần là anh em là không bỏ sót một tên nào, phải tiêu diệt cho gọn. Sau hơn 30 phút chiến đấu, quân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng Bồ Bồ lần thứ nhất vào ngày 9 tháng 6 năm 1954 đã thể hiện tinh thần dũng cảm, mưu trí của cán bộ chiến sĩ đặc công đội 11. Lần đầu tiên, bộ đội địa phương tỉnh trong một trận đánh đã thu được hai khẩu pháo 94mm của địch trên chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng. Mất Bồ Bồ, quân Pháp ở Hội An, nhất là căn cứ quân sự Liên Hợp Đà Nẵng bị uy hiếp nghiêm trọng. Vì vậy, Bộ Chỉ huy quân viễn chinh Pháp tại miền Trung đã vội vã điều lực lượng cơ động ứng chiến từ Tây Nguyên về Đà Nẵng, thành lập chiến đoàn 10 cơ động hỗn hợp do Đại tá Canilet Tifilit chỉ huy đánh vùng du kích Điện Bàn, chiếm lại cứ điểm Bồ Bồ nhằm giải tỏa tiếp tế quân địch ở Ái Nghĩa, Phong Thử trên đường DT-605, củng cố tuyến phòng thủ phía nam bắc sông Cẩm Lệ bảo vệ Đà Nẵng. Sáng ngày 16 tháng 7 năm 1954, Bộ Chỉ huy quân viễn chinh Pháp tại Đà Nẵng quyết định tung chiến đoàn 10 với hơn 800 quân cùng 110 xe cơ giới, 10 đại bác và nhiều vũ khí hiện đại khác mở cuộc hành quân con báo, chia làm hai mũi tiến vào vùng căn cứ du kích Tây Điện Bàn, đánh chiếm lại cao điểm Bồ Bồ. Ngày 17 tháng 7 năm 1954, sau khi chiếm lại đồi Bồ Bồ, địch nhanh chóng bố trí lực lượng xây dựng trận địa phòng ngự. Toàn bộ lính bộ binh bố trí xung quanh núi Đất Sơn, nhưng tập trung đông nhất là cao điểm Bồ Bồ, Rồng Ngang và Sùng Công. Thực dân Pháp ấy, nó muốn gỡ gạc lại, đấy, muốn gỡ gạc lại cái tình thế và cũng đi tìm mọi cái phương cách để có thể lấy lại cái vị thế của mình. Ở trong cái thế thua nhưng cũng muốn là gượng dậy để mà giữ lại cái vị thế của mình, để mà chờ những cái phương án tiếp theo của cái chính phủ Pháp. Thì chính trong cái bối cảnh đó đấy, thì thực dân Pháp, quân Pháp nó rút những cái đơn vị cơ động ở tại Tây Nguyên. Đấy, nó đi về nó xây dựng một cái đơn vị ở tại cái Quảng Nam Đà Nẵng. Và nhằm mục đích là gì? Nhằm mục đích để nó làm chủ cái là cái vùng đồng bằng của Quảng Nam. Cái thứ hai là nó bảo vệ cái Đà Nẵng. Nó bảo vệ cái Đà Nẵng. Và chính trong cái bối cảnh đó đấy, thì là vào ngày 16 là tháng 7 năm 1954 buổi chiều, thì thực dân Pháp đã cho là quân có gần 1.000 đấy đi lên với đám chốt ở tại trên cái vị trí Bồ Bồ. Trước tình hình đó, tỉnh ủy, tỉnh đội Quảng Nam đã quyết định tập trung lực lượng tổ chức một trận tập kích đánh thẳng căn cứ điểm Bồ Bồ ngay khi địch đứng chân chưa vững, quyết tâm bẻ gãy cuộc hành quân con báo của chúng. Nhiệm vụ đánh cứ điểm Bồ Bồ lần thứ hai được giao cho tiểu đoàn 20 của tỉnh cùng các đơn vị bộ đội địa phương Điện Bàn cùng gần 500 du kích phối hợp cùng bộ đội trực tiếp chiến đấu. Mặc dù công tác trinh sát nắm tình hình địch ở thực địa chưa hoàn thành, nhưng ban chỉ huy trận đánh quyết định khắc phục bằng cách tăng cường du kích xã Điện Tiến dẫn đường, đưa các bộ phận đến đúng địa điểm triển khai đội hình chiến đấu. Bởi vì nó vai, địch nó vai, cho nên nhá, là bộ đội về á, là xác thực địa hình, địa vật là không được chính xác. Cho nên cái lực lượng du kích á, của Điện Tiến á, là ở tại chỗ, nơi đầu bố trí địa hình, địa thế sau là du kích biết hết. Cho nên là du kích đã chia làm nhiều tổ, dẫn nhiều mũi bộ đội đây. Còn á, là cứ mỗi tổ 3 người là chia ra dẫn bộ đội đi các mũi đánh.
Cũng đã lâu rồi, Đại tá Nguyễn Văn Mỹ, nguyên đại đội trưởng đại đội 22, người chỉ huy lực lượng pháo binh trong trận đánh Bồ Bồ lần thứ hai mới trở lại chiến trường xưa. Theo trí nhớ của ông Mỹ và sự hướng dẫn của cán bộ xã, chúng tôi đến khu vực đình Thái Sơn thuộc thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến. Mưa nắng, chiến tranh, dấu tích của ngôi đình bề thế ngày nào giờ đã không còn nữa. Đây là nơi từng đặt trận địa pháo cho trận đánh cuối cùng với quân Pháp trên chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng. Theo Đại tá Nguyễn Văn Mỹ, đại đội 22 đã bí mật hành quân đặt hai khẩu cối 82 và hai súng phóng bom trên mặt đất trước sân đình Thái Sơn, hướng thẳng vào các điểm cao vùng núi đất Sơn, đặc biệt là cao điểm Bồ Bồ, để khai hỏa mở đầu trận đánh. Khi mà có lệnh là pháo binh đồng loạt là nổ súng bắn mạnh vào các cái điểm trung tâm của núi Bồ Bồ này để mà tiêu diệt cái lực lượng chính để hỗ trợ cho bộ binh là tiếp cận thì gây hoang mang cho địch rất là nhiều và hỗ trợ được cái trận đánh là nhờ có cái phóng bom của ta bắn lên và súng cối tôm hơi mà gây một cái thiệt hại nặng cho nó lúc ban đầu, sau đó bộ binh nó là tiếp cận xung phong vào các cái hướng. Đêm 19 rạng sáng ngày 20 tháng 7 năm 1954, khi hai phát pháo báo hiệu từ sở chỉ huy đặt tại núi Tứ Sơn, xã Điện Tiến vút lên, lập tức hỏa lực cối 82 và súng phóng bom của ta dồn dập nã vào các điểm cao, trận địa pháo, bãi xe của địch. Lúc này, các tổ đặc công đã khắc phục xong vật cản, mở đường cho các mũi xung kích. Hỏa lực vừa dứt, các mũi xung kích xông lên, các cụm quân địch thực hành thọc sâu, bao vây, chia cắt đội hình địch. Các chiến sĩ dùng thủ pháo, lựu đạn, tiểu liên diệt hết bộ phận này đến bộ phận khác. Chỉ trong 10 phút, núi đất Sơn ngập trong lửa đạn. Sở chỉ huy trung tâm thông tin của địch bị tấn công dồn dập nên rối loạn. Một số xe tăng địch bị bốc cháy, bị tiến công bất ngờ dồn dập. Một số hốt hoảng bỏ chạy tán loạn về phía nam. Nhưng một số lính Lê Dương và chỉ huy của chúng vẫn ngoan cố lợi dụng công sự cũ tổ chức đánh trả. Tiểu đoàn trưởng Lê Văn Bàng hy sinh. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt trong từng công sự, từng gầm xe. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam vẫn còn lưu những trang viết tay sao chép lại từ các trang tư liệu được lưu giữ ở Văn phòng Quân ủy Trung ương, ghi lại lời kể của cán bộ chiến sĩ từng tham gia trận đánh Bồ Bồ đêm 19 rạng ngày 20 tháng 7 năm 1954 sau khi tập kết ra Bắc. Đọc những dòng chữ đã nhuốm màu thời gian này, sự ác liệt của trận đánh, tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân dân Quảng Nam hiện ra rất chân thực và sinh động. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bất chấp hỏa lực của địch. Nhiều đồng chí mở nắp xe ném lựu đạn, có đồng chí bị thương hai lần vẫn tiếp tục chiến đấu. Cán bộ bị thương, nghiến răng chịu đau, không làm ảnh hưởng đến tinh thần của chiến sĩ. Đánh cái trận tập kích đồng Bồ Bồ này là với cái tinh thần là chiến thắng, quyết thắng. Đồng chí nào cũng là tỏ ra là hàng hơi xung phong, đi hành quân đến nơi đến chốn và tập kết và vào các cái vị trí hoàn thành các cái nhiệm vụ chiến đấu của mình xuất sắc. Thậm chí có những đồng chí đã bị thương, đã hy sinh, nhưng mà những đồng chí khác là vẫn hăng hái xung phong tiến lên để giành cái thắng lợi. Đơn vị tôi phải nói là anh em rất là dũng cảm, vì hầu hết anh em mình á là những người tình nguyện ra đi chiến đấu, chứ không phải là bắt buộc, phải không? Do là chiến đấu đến cùng, và tôi nói nhiều ông trung đội trưởng tôi, ông mới thoát lên cái đó, bắt đầu không bắt ông, không quấn với ông, không hát ông xuống cái rồi ngồi len trong này. Anh em rất là dũng cảm, phải nói như thế, dùng lựu đạn, dùng pháo quấn quyết liệt với địch, nhất là cái trận trên đỉnh điểm đầu, dùng phủ pháo, dùng lựu đạn quấn với nó, chứ mình cũng không có công sự, nó không có công sự, quấn quyết liệt, cuối cùng nó đầu hàng. Trên cao điểm Rồng Ngang, dù bị tiến công mạnh từ đầu, nhưng địch vẫn ngoan cố dùng xe tăng tổ chức phản kích quyết liệt. Các tổ mũi xung kích của đại đội 203 đã xung phong đánh giáp lá cà với những tên Âu Phi còn sống sót. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi được hơn 10 năm trước, khi Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Châu Sa về thăm lại chiến trường xưa.
Trong trận đánh cứ điểm Bồ Bồ, ông là tổ trưởng mũi thọc sâu của đại đội 203 tại cao điểm Rồng Ngang. 18 chiến sĩ do ông chỉ huy tả xung hữu đột đánh địch từ dưới chân đồi lên mặt đồi, chỉ còn lại 6 người. Khi tiếp tục truy kích diệt hỏa lực di động trên xe bọc thép của địch, thì chỉ còn 2 chiến sĩ, một mình ông phải luân phiên sử dụng 3 loại vũ khí là bazooka, tôm sông, lựu đạn để tiêu diệt địch. Tại cứ điểm Bồ Bồ, quân địch tuy đông, trang bị hiện đại, nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ, quyết liệt của quân ta, các hành động phản kích của địch đều bị bẻ gãy. Phần lớn quân địch thiệt mạng, số còn lại hốt hoảng bỏ chạy về phía nam cao điểm, đúng vào hướng du kích ta đón lòng từ trước và bị bắt làm tù binh. Khi mình chiến đấu là bác địch là phở trúa. Trúa dẫn địch đi, sợ nó chạ. Nhưng mà trang cái trạng đó là không còn dây trúa nữa. Mà lột già của nó hết. Lột già hắn dẫn nó đi bởi vì hắn mong già. Mà lột già ra rồi là hắn không chạ đâu được hết. Mình biểu nó đi đâu đi đó. Sau 2 giờ anh dũng tiến công, quân ta đã làm chủ cứ điểm Bồ Bồ, tiêu diệt hơn 400 tên địch, bắt sống gần 293 tên lính Âu Phi, trong đó có đại tá Canilet Di Felix chỉ huy cuộc hành quân. Chiến thắng Bồ Bồ đã làm thất bại cuộc hành quân Con Báo. Đây là trận đánh ta bắt được nhiều tù binh nhất, thu nhiều vũ khí nhất trên chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Chiến thắng Bồ Bồ đã góp phần cùng với chiến dịch Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chiến thắng Bồ Bồ nó có một cái ý nghĩa như là một cái chiến thắng Điện Biên Phủ ở trên cái đất Quảng Nam. Nó là cái chiến thắng cuối cùng và cũng là một cái chiến thắng rất anh liệt của nhân dân Quảng Nam Đà Nẵng. Qua đó nó góp phần chung vào cái thắng lợi của quân khu Nam, của Liên khu Nam và của cả nước ở trong những cái ngày cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 70 năm là cả một đời người. Từ chiến thắng được ví như trận Điện Biên Phủ trên chiến trường Quảng Nam, nhiều cựu chiến binh may mắn đi hết cuộc trường chinh lịch sử của dân tộc cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhưng nhiều đồng đội của họ đã anh dũng rồi lặng thầm ngã xuống trên những sườn đồi công sự ở những địa danh như Rồng Ngang, Bồ Bồ, Rồng Lạc, Đức Ký. Trên tấm bia tưởng niệm tại di tích Bồ Bồ đã ghi danh 75 liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ từ mọi miền của Tổ quốc và những người con của vùng đất này đã ngã xuống trong trận đánh sinh tử với kẻ thù. Đến thăm núi Bồ Bồ cũng thăm các cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh nơi này, chúng tôi rất là cảm xúc. 30 mấy đồng chí khác đã hy sinh đã góp phần xương máu vào để mà đánh thắng cái RMC này, cái trận tập kích này, trận Bồ Bồ này đã đem lại một cái chiến thắng rất là lớn, làm cho nhân dân Quảng Nam Đà Nẵng cũng như ở khu Nam là rất là phấn khởi tin tưởng. Trang cuộc kháng chiến bây giờ thấy đến đây, thấy đồng đội mình làm còn làm đó, về kể cả những người bây giờ cũng không được về với lại quê hương với đồng đội, trang làng là rất là cảm xúc, và mình cũng là cũng tự hồ rằng là trang hoa cuộc kháng chiến mình cũng đã lan lội chiến đấu, nhưng mà mình là được thoát chết. Mình sống đến hôm nay quá là vinh dự, quá là sung sướng. Mình nguyện làm thôi còn hơi thở, còn chiến đấu để đền lớp ơn của những người đã ngã xuống. 5 tháng đi qua, nhiều dấu tích của cuộc chiến tranh dần bị xóa mờ. Các hệ thống đồn bốt, giao thông hào, hầm ngầm do quân đội Pháp xây dựng khi chiếm đóng nơi đây gần như không còn nữa. Dấu tích duy nhất còn sót lại cho đến ngày nay là bệ pháo được xây dựng bằng chất liệu bê tông có dạng hình tròn, nơi thực dân Pháp đã đặt những khẩu pháo 94mm án ngự cả một vùng đồng bằng Đại Lộc, Điện Bàn và cả thành phố Đà Nẵng.
Cả khu vực Bồ Bồ giờ là rừng thông bạt ngàn xanh ngát quanh năm, nhưng lịch sử luôn được tri ân bằng những hành động thiết thực và thành kính nhất. Bên cạnh nhà bia tưởng niệm, khuôn viên cây xanh, từ năm 1994, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cũ đã đầu tư xây dựng công trình tượng đài chiến thắng Bồ Bồ và được trùng tu nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử này. Công trình sừng sững oai nghiêm trên đỉnh cao nhất của khu vực núi đất thể hiện ý chí can trường, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân dân Điện Bàn Quảng Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đây luôn là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho nhiều thế hệ trong và ngoài tỉnh. Ngày 12 tháng 3 năm 2024, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng địa điểm chiến thắng Bồ Bồ là di tích cấp quốc gia. Đây không chỉ là sự ghi nhận, tri ân mà còn tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư tôn tạo nhằm gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa cho hôm nay và những thế hệ mai sau. Sắp đến thì đối với cái tượng đài Bồ Bồ thì chúng tôi sẽ đầu tư nâng cấp để xứng tầm với một cái di tích lịch sử cấp quốc gia. Và nơi đây khẳng định là một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Vừa tri ân, vừa là động lực, vừa là niềm tin để rồi chúng tôi tiếp tục phát triển kinh tế xã hội. Và đây là món quà tri ân rất lớn đối với những thế hệ đã ngã xuống tại cái địa điểm này, nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Gần nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vùng quê Điện Tiến, thị xã Điện Bàn đã có nhiều đổi thay. Hệ thống đường giao thông và nhiều công trình hạ tầng khác được xây dựng đồng bộ. Những con đường huyết mạch, những cây cầu nối đôi bờ sông Yên và sông Bình Phước làm bước đột phá như tiếp sức vươn cho vùng đất này. Trên vùng chiến địa từng bị bom đạn quân thù cày xới ngày nào, giờ đã hình thành cụm công nghiệp Cẩm Sơn, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, giải quyết được nhiều lao động tại địa phương. Điện Tiến, vùng đất thuần nông, đang chuyển dịch sang hướng sản xuất hàng hóa. Đồi Bồ Bồ đang được quy hoạch phát triển thành khu du lịch sinh thái cùng các quần thể di tích vệ tinh như Bia Đá Chùm, Cấm Lớn, Đỉnh Diệm Sơn sẽ là một điểm đến thu hút du khách trong một tương lai không xa. Ngày mới thật sự mở ra trên vùng quê Điện Tiến một thời đau thương nhưng vô cùng anh dũng. Chiến thắng Bồ Bồ mãi còn âm vang để đất và người nơi đây vẫn thủy chung viết tiếp bài ca xây đời mới trên những hy sinh mất mát, trên những khó nghèo lạc hậu do hậu quả chiến tranh để lại. Đây cũng là cách của thế hệ hôm nay tri ân những người đã đổ mồ hôi xương máu của mình để giữ lấy những mảnh vườn thửa ruộng, để cho quê hương thêm nặng nghĩa ân tình.